Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Syria đã ngưng lại các chuyến bay ở phi trường Damascus sau khi mà có các cuộc không tập của phía Do Thái. Phía Syria cho biết họ đã ngưng lại các chuyến bay từ phi trường quốc tế Damascus sau khi mà Do Thái thực hiện cuộc không tập vào ngày thứ Sáu nhắm vào các vị trí gần phi trường. Một nhóm ủng hộ cho chính phủ đã cho biết như trên. Anh Watan, một tờ báo thân chính phủ cho biết các cuộc không tập này đã gây hư hại cho các đường phi đạo và không cho biết thêm chi tiết. Phi trường này nằm ở phía nam của thủ đô Damascus, nơi mà lực lượng đối lập của Syria nói rằng là lực lượng dân quân Hồi giáo do phía Iran hậu thuẫn đã hoạt động ở gần phi trường này và nơi được xem là tiếp tế vũ khí cho họ. Do Thái vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí lân cận, bao gồm luôn ngày 21 tây tháng 5, họ đã tấn công gần sát ở phi trường theo từng định cho biết và khiến cho ít nhất hai chuyến bay đã bị hủy bỏ theo tường trình của cái uh, cơ quan thông tấn Sana của chính quyền Syria, bộ giao thông vận tải xác nhận rằng là các chuyến bay đã bị ngưng lại bởi vì sao có một số những kỹ thuật uh, khiến cho mà phi đạo không thể hoạt động được và không nhắc tới cuộc không tập tuy nhiên thì tờ báo tại Syria cho biết là các chuyến bay này đã bị ngưng do các cuộc không tập của do Thái nhắm vào gần phi trường. Nơi đây là nơi được nghi ngờ là tiếp tế vũ khí cho nhóm dân quân hồi giáo bằng các chuyến bay và do đó phía do Thái đã mở cuộc không tập vào đây. Cái cơ quan, cái cơ, cơ, một cái tổ chức đặc trách về quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh cho biết là sáng ngày thứ sáu thì do Thái đã mở ít nhất là ba cái cuộc tấn công vào những cái khu vực được xem là vận chuyển vũ khí cho phía nhóm dân quân hồi giáo mà Iran hậu thuẫn ngay phía trong phi trường và ở phía bắc của cái phi đạo khiến cho phi đạo này đã bị hư hại. Đây được xem là cuộc tấn công khá mạnh của do thái nhắm vào phi trường Damascus của Syria trong lúc mà họ nói rằng là phía Syria vẫn tiếp tục tiếp tế vũ khí cho lực lượng hồi giáo mà do Iran hậu thuẫn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Chính quyền Iran đã bắt giữ một âm mưu cướp nhà băng theo tường trình của giới truyền thông từ đây và có 13 người đã bị bắt giữ. Chính quyền của Iran cho biết ngày thứ Sáu họ đã bắt giữ 13 kẻ trộm xông vào một cái một cái kho của ngân hàng ở Tehran State Bank và họ chuyển tất cả những cái tiền đó à, và tổng cộng và những cái 168 cái hộp xếp deposit ở trong cái building ở kế bên công tố viên ali salahi của tehran cho biết là ba trong những kẻ cưới kẻ trộm này đã bị bắt giữ và không có à, biết được à, cho biết là họ nằm ở đâu tuy nhiên đây được xem là một cái âm mưu cướp nhà băng lớn nhất từ Iran kể từ trước cái này và số tiền và cái cả những tài sản đã kiếm để đã cướp được thì đã giấu ở khu vực ở gần cái phi trường gọi là Khomeini Airport theo chương trình của đài truyền hình của Iran cho biết thì những kẻ trộm này đã có đã nghiên cứu đầy đủ về cái hoạt động của ngân hàng và đã thực hiện âm mưu và cướp và trộm tiền của ngân hàng bằng cách là họ chuyển cái số tiền và tất cả những tài sản cũng như những cái safety box đó qua một cái tòa building nằm kế bên ngân hàng và đây được xem là một cái âm mưu cướp ngân hàng lớn nhất và cái vault tức là cái kho chứa tiền của ngân hàng này đã bị họ mở được và họ lấy rất là nhiều những tài sản trong đây và những người này nếu như mà bị kết tội thì họ sẽ bị kết tội lên tới án tù chung thân cho tội trộm nhà băng đây được xem là một trong những vụ trộm được copy theo phim ảnh của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Iran ngày hôm nay. Trong khi đó, lãnh đạo Âu Châu và Đức Giáo Hoàng thảo luận về vấn đề Ukraine và khẳng định rằng cuộc chiến này phải cần phải chấm dứt. Chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là bà Ursula von der Leyen đã gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Francis để thảo luận về nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và tìm cách giải quyết cái vấn đề lực lương thực trên toàn cầu. Trong một cái uh, cuộc gặp gỡ kéo dài 20 phút vào ngày thứ Sáu, thì bà von der Leyen đã viết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại cái tình trạng tổn thương và sự phá hủy ở Ukraine. Cuộc chiến này phải chấm dứt và phải mang hòa bình trở lại Âu Châu. Bà Von der Leyen đồng thời cũng gặp gỡ với lại Ngoại trưởng của Vatican là Đức Hồng y Pietro Parolin, đồng thời cũng là Ngoại trưởng của Vatican cùng với lại các vị giám mục là Paul Gallagher người thời gian gần đây đã quay trở lại từ Ukraine phía Vatican cho biết họ đã đối thoại tập trung vào những cái bản đồng thuận để có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và trong đó là cùng một lượt phải giải quyết vấn đề nhân đạo cũng như là vấn đề hậu quả của việc thiếu lương thực trên toàn cầu. Đây là lần đầu tiên bà von der Leyen đã gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Francis và trong cái tweet kéo dài 20 phút nói chuyện với lại tất cả khán giả. Họ không gặp trực tiếp nhưng họ lại gặp qua cái phần livestream ở trên Twitter và trong đó thì có sự hiện diện của cả Đức Giáo hoàng và ngoại trưởng của Vatican. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Chủ tịch Quỹ hội Âu châu và bên phía tòa thánh Vatican nhằm thảo luận để chấm dứt cuộc chiến tại Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Vladimir Putin tuyên bố có thể sẽ xác nhập lại Ukraine vào lãnh thổ của Nga trong một cái lời nói chuyện và ông ta tự so sánh mình là từng tương tự như một vị đại đế của Nga. Vladimir Putin đã so sánh cá nhân của ông ta với đại đế Peter là vị vua của Nước Nga ở thế kỷ thứ 18 và ông nói rằng việc xâm lăng Ukraine là một phần trong việc mà ông ta có thể tái lập lại cái an ninh của nước Nga trong cuộc họp đối với lại các giới khoa học và giới trẻ của Nga nhà độc tài của nga tuyên bố và nói rằng đại đế Peter đã, đã dẫn đầu trong cái thế kỷ và đã có cuộc chiến ở phía bắc 21 năm và ông ta đã chiến đấu gần như là với lại thụy điển và chút xíu nữa là chiếm lại mảnh đất này mặc dù ông đã không chiếm được mảnh đất này ông Putin đã lên tiếng và cho thấy trực tiếp rõ ràng là cái cuộc chiến tại Ukraine có thể ông ta so sánh tình trạng mà đại đế Peter đã để đánh cố gắng đánh chiếm thụy điển <laughs> trong tương tự như cuộc chiến của ông ta đánh chiếm lại ukraine trong đó ông ta nói rằng tại sao phải xâm chiếm để giành lại mảnh đất của chúng ta và tăng cường cái sức mạnh của quốc gia chúng ta đó là những gì đại đế peter đã nói và tôi là cái người có thể thực hiện những cái gì mà đại đế peter đã đã từng làm và chúng ta sẽ có một cái nước nga mạnh mẽ và chúng ta cần phải thúc đẩy nước nga đây được xem là lời phát biểu mạnh mẽ của ông vladimir putin trong lúc mà ông ta xâm lăng Ukraine và trong đó thì ông tự so sánh mình À, tương ngang hàng với lại vị đại đế của thế kỷ thứ 18 của nga trong đó thì à, ông ta cho rằng là ukraine vốn là một vùng lãnh thổ cũ của nga và nếu như có tình trạng sáp nhập ukraine trở lại nga là chuyện đương nhiên lời nói này được à, giới báo chí tây phương đánh giá rằng ông putin đang có cái bộc lộ cái đồng cơ thật sự của ông ta là thu hồi tất cả những mảnh đất nào vốn nằm trong cựu liên bang Xô Viết trước đây. Đây được xem là một trong những lời khẳng định khá mạnh mẽ của ông Vladimir Putin. Trong đó thì phía thủ tướng của anh là ông Boris Johnson cho biết là vấn đề này không phải dễ dàng và phía của Nga sẽ phải đối diện với một hệ quả trầm trọng nếu như họ xác nhập Ukraine vào nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Nga và quốc tế ngày hôm nay, Phần Lan sẽ xây một cái hàng rào biên giới với nước Nga. Đây được tôi xem là một cái tin mới nhất và Phần Lan bắt đầu chuẩn bị cho phần an ninh quốc phòng của họ. Chỉ vài tuần sau khi mà nộp đơn gia nhập vào Liên minh NATO, tức là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, Phần Lan đã bắt đầu tiến trình vào ngày thứ Năm là xây dựng một cái hàng rào biên giới dài 830 dặm cùng biên giới với Nga. Việc Nga xâm lăng Ukraine đã gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng của Nga mà Phần Lan lại là quốc gia có đường biên giới trực tiếp với Nga. Các nhà lập pháp của quốc gia này đã thông qua và tu chính một cái dự luật trong đó cho phép xây dựng những cái hàng rào biên giới ở giữa à, biên giới của hai quốc gia nằm ở phía đông của uh, của Phần Lan và dự luật mới này cho phép là sẽ có những con đường và xây dựng những con đường và kể cả những cái hàng rào nhằm tạo dễ dàng hơn cho lực lượng tuần tra biên giới à, Bộ trưởng đặc trách về đối nội của Phần Lan là Krista Mikkonen uh, Xin lỗi quý vị cái tên hơi khó đọc Mikkonen trong một bản statement đưa ra và nói rằng chính quyền đã quyết định là sẽ có những cái hàng rào biên giới và sẽ tạo ra một cái khu vực được xem là an toàn ở biên giới và giúp cho lực lượng tuần tra biên giới có thể làm việc dễ dàng hơn. Phần Lan đang lo ngại về việc mà Nga đã có cái hành động đối với Ukraine và có thể sẽ gia tăng cái sự bành trướng của Nga vào cái khu vực biên giới của họ. Và việc này được xem là có nhiều áp lực chính trị và dự luật này nhằm giúp cho những người của Phần Lan có thể ngăn chặn được cái làn sóng tị nạn có thể băng ngang qua biên giới, đặc biệt là ở biên giới của Phần Lan và của Nga. EU đã ra là, đã cho phép một số những di dân có thể xin tị nạn nếu mà họ có bước chân vào các mà quốc gia thuộc lãnh thổ của EU và sau một thời gian dài quốc gia này giữ cái thái độ trung lập cả Phần Lan lẫn Thụy Điển đã chính thức gia nhập vào xin gia nhập vào Liên minh NATO vào tháng trước và Nga đã có một cái phản ứng khá tiêu cực với cái lá đơn của Phần Lan và kể từ khi mà Nga bắt đầu xua quân xâm lăng Ukraine, ngoại trưởng của Nga đã đưa ra một bản statement là Nga sẽ tiếp tục có những cái bước cần thiết và kể cả dùng tới cái kỹ thuật quân sự hoặc những cái phương pháp khác để đối phó với những đe dọa tới an ninh quốc gia. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của Nga và kể cả của Phần Lan sau khi mà Vladimir Putin đã xu quân xâm chiếm Ukraine từ ngày 24 tây tháng 2. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và của Ukraine. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Điện Kremlin đã cho bắt giữ một giáo sĩ của Nga khi ông nói với tất cả các binh sĩ tham chiến là họ sẽ đi xuống địa ngục. Bản tin mới nhất cho biết là Điện Kremlin đã cho bắt giữ một cựu giáo sĩ của chính thống giáo tức là orthodox vì những lời phát biểu trước đó của ông và lên án cuộc xâm lăng vào quốc gia láng giềng ukraine theo tường trình của một tờ báo độc lập ở tại nga có tên gọi là media zona người này cái người giáo sĩ này có tên là Iwan kumozarov đã bị bắt giữ tại thành phố st petersburg vào ngày thứ ba theo tường trình của bản báo cáo và trước đó À, ông đã bị điều tra bởi tất cả những cái uh, lực lượng mật vụ của nga và trong đó thì họ đã tịch thu một số những cái uh, vật dụng của ông đa số là những vật dụng liên quan tới tôn giáo uh, kumorazarov trước đó đã lên tiếng và nói rằng uh, ông đã phản đối cuộc chiến này và ông đang bị truy tố tội là cung cấp tin giả về cái hoạt động quân sự của nga theo tường trình của giới quân sự nga cho biết và đài truyền hình của nga cho biết 3 tháng trước đây thì ông kumorazarov đã lên tiếng trong một video với cái tựa đề là ai tin rằng <laughs> ai sẽ là ở địa ngục và ai sẽ lên thiên đường và trong đoạn video này thì ông đã bác bỏ tất cả những cái chính sách tuyên truyền của điện kremlin trong đó và nói rằng việc mà nga xâm lăng ukraine là phục vụ cho cá nhân của ông vladimir putin và cùng một thời gian trong tháng 3, thì chính quyền nga đã thông qua một cái luật kiểm duyệt và cho hình sự hóa tất cả những cái tội nào mà liên quan tới việc cung cấp tin giả về cái chiến dịch quân sự của nga và cái bản án có thể lên tới 15 năm tù tôi có thể cho biết rằng là có những cái hoạt động về à, quân sự và tôi có thể gây bất mãn cho một số người tin rằng cái sự à, à, gọi là cuộc chiến này và ông đã phát biểu ở trên cái trang YouTube trước đây ngày 12 tây tháng 3 và Zarov đã bắt đầu à, chỉ trích mạnh mẽ việc mà Vladimir Putin đã xâm lăng Ukraine và nói rằng Ukraine không hề tấn công nước Nga mà là do ý kiến cá nhân của ông Putin và ông nói rằng mỗi à, bất kỳ một ai mà tham gia vào cuộc chiến này thì họ sẽ à, à, bị truy tố trên thiên đàng và trong đó đây không phải là một cuộc chiến à, chống lại chủ nghĩa hồi giáo hay là một cuộc thắng chiến và ông linh tiến và cho biết rằng những binh sĩ của nga tham chiến trong chiến trường tại ukraine họ sẽ phải đối diện với cái hậu quả ở hỏa ngục hay còn gọi là ở địa ngục sau khi mà có những cái hành động được xem là vi phạm về cái à, quyền của người dân ở tại ukraine điều này đã dẫn tới việc cuối cùng thì điện kremlin đã cho bắt giữ ông kumozarov một vị giáo sĩ của chính thống giáo trong đó thì người ra lệnh trực tiếp là ông bộ trưởng quốc phòng Sergei sogu cùng với các binh sĩ của nga đã có cái cuộc hoạt hoạt động mà trả lời của ông kumozarov thì họ hoạt động không khác gì nhà lãnh đạo độc tài của liên bang xô viết trước đây là joseph stalin đây được xem là một trong những cái trò đàn áp khá mạnh của điện kremlin nhắm vào những ai mà đưa những cái tin khác biệt về cái là chiến dịch quân sự của nga tại ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của ukraine ngày hôm nay và của nga Cùng một lượt thì lần đầu tiên sau hơn 100 ngày cuộc chiến, tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã chính thức ban lệnh cấm vận đối với lại ông Vladimir Putin và các đồng minh của ông ta. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã ký một cái dự luật, một cái đạo luật thì đúng hơn. Ở trong đó là đã ban lệnh cấm vận với lại nhà lãnh đạo của Nga và các nhân vật xung quanh. Trong đó bao gồm luôn đóng băng tất cả những tài sản cấm du lịch và một số những cái biện pháp khác cần được áp dụng với chính ông Tổng thống Vladimir Putin và hàng chục giới chức hàng đầu của Nga trên trang website của Tổng thống Zelensky đã cho biết như trên. Lệnh cấm vận này bao gồm luôn cả phát ngôn viên của ông Putin là Dmitry Peskov, Thủ tướng Mikhail Mishutin và à, cựu à, bộ trưởng à, à, vị à, bộ trưởng ngoại giao của Nga là Sergei Lavrov cùng với lại bộ trưởng quốc phòng của Nga là Sergei sogu Lệnh cấm vận này à, diễn ra 6 tháng kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tây tháng 2. Trong đó gần như là phía Ukraine phải sử dụng lực lượng quân sự của họ chống trả sự xâm lăng của Nga. Nhưng đây là lần đầu tiên mà ông Zelensky đã áp dụng lệnh cấm vận và trước đó trong cuộc chiến thì ông Zelensky đã từng à, bị thúc đẩy là phải gặp gỡ với lại ông tổng thống nga à, trong khi đó thì phía điện Kremlin đã bác bỏ và nói rằng họ chưa có thích hợp để gặp gỡ với ông Zelensky cuộc đối thoại hòa bình à, đã bị đóng băng từ phía của nga và phía của Ukraine đang cố gắng vận động phía liên hiệp Âu Châu để ban lệnh cấm vận đợt thứ bảy nhắm vào nga để cho nga ngưng lại tất cả những cái tài chánh có thể cung cấp cho cái quần máy chiến tranh của họ tại ukraine và lệnh cấm vận này sẽ tạo áp lực rất mạnh và hy vọng rằng sẽ có một đợt cấm vận thứ bảy của liên hiệp âu châu và của các quốc gia tây phương giúp cho phía của ukraine chống lại cái áp lực của nga đó là lời phát biểu của ngoại trưởng của Ukraine là ông Dmytro Kuleba đã phát biểu vào ngày thứ tư. Đây là lần đầu tiên mà phía Ukraine đã áp dụng lệnh cấm vận đối với quốc gia đang xâm lăng đất nước của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc và của Hoa Kỳ đã có cuộc đối thoại trực tiếp và đôi bên sẵn sàng đối đầu nhau trong vấn đề của Đài Loan và có sự đối lập bộ trưởng quốc phòng của trung quốc lẫn hoa kỳ đã có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên mặt đối mặt trong ngày hôm nay thứ sáu và đôi bên đều giữ quan điểm của mình về cái vị trí của đài loan theo nguồn tin cho biết và sự căng thẳng giữa đôi bên vẫn tiếp tục gia tăng bộ trưởng quốc phòng của trung quốc ngụy phụng hòa trong cuộc nói chuyện nói rằng là cuộc nói chuyện đã diễn ra suôn sẻ theo tường trình của phát công viên bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của trung quốc cho biết là ông ta vẫn tiếp tục khẳng định cái tư thế của bắc kinh ở trong vấn đề của Đài Loan, ngược lại thì bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin gọi Trung Quốc đã gây bất ổn bằng các cái hành động đe dọa tới đảo quốc Đài Loan và trong đó thì phía Hoa Kỳ sẵn sàng danh quyền để hỗ trợ cho Đài Loan trước những đe dọa nào. Đây là lần đầu tiên hai vị bộ trưởng của hai cường quốc trên thế giới và hai lực lượng đối lập nhau gặp gỡ trong cái hội nghị quốc phòng ở Shalila, Singapore. Hội nghị quốc phòng Shalila được xem là một cái hội nghị thường niên mỗi một năm tuy nhiên nó đã bị ngưng lại trong hai năm qua vì tình trạng của đại dịch và nay thì đã được à, lập trở lại và lần đầu tiên trung quốc đã gửi bộ trưởng quốc phòng của họ tới tham dự cái hội nghị này trước đây thì hội nghị quốc phòng sanila Trung Quốc thường gửi những viên chức cấp thấp trong quân đội của họ tới tham dự. Tuy nhiên sau thời gian mà đối đầu với Hoa Kỳ trong dưới thời của cựu tổng thống Trump cho tới bây giờ thì Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cường những giới chức cao cấp của họ tham gia vào cái hội nghị quốc phòng Salila và trong lần này đây là lần đầu tiên mà hai vị cả bộ trưởng quốc phòng của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đối đầu với nhau và đôi bên khẳng định về cái quan điểm riêng của mình trong vấn đề của Đài Loan, Trung Quốc vẫn cương quyết sẽ tìm cách gọi là thống nhất Đài Loan bằng cả vũ lực vẫn à, lẫn à, hòa bình. trong khi đó, thì phía Hoa Kỳ cho biết họ vẫn tiếp tục muốn duy trì hiện trạng của Đài Loan và sẵn sàng hỗ trợ và vũ khí và quân sự cho Đài Loan để họ có thể chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc. đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay cùng một lượt một bản tin khá đặc biệt và bộ thương mại hoa kỳ đã không lên tiếng đính chính hay là cho biết sau khi có phiên họp giữa ông tổng thống joe biden và một số tổng giám đốc trong cái hội nghị thượng đỉnh của tổng giám đốc trên thế giới và trong đó món quà lưu niệm họ tặng lại là món quà make in china bản tin mới nhất cho biết là trong những cái món quà được tặng ra cho những vị khách mời của phòng thương mại hoa kỳ để quảng bá cho cái kỹ nghệ thương mại của hoa kỳ à, trong đó thì à, hỗ trợ trong cái à, cuộc gặp gỡ với các tổng giám đốc trên thế giới thì à, món quà được tặng ra lại mang cái thông điệp là make in china phái đoàn của nhiều cái à, công ty lớn trên thế giới đã tham dự vào cái hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại los angeles trong tuần này và hầu hết đều là được tặng quà của họ bởi phòng thương mại và xuất hiện trong cái cuộc họp thôi thượng đỉnh có cái tên gọi là CEO Summit tức là hội nghị thượng đỉnh của các tổng giám đốc trên thế giới với sự tham dự của cả tổng giám đốc và là ông chủ của công ty Google là Sundar Pichai Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden và kể cả nhân vật số 3 của công ty Meta, tức là công ty Facebook là Nick Clark cũng đã có mặt ở trong cái hội nghị này và món quà được tặng ra bởi phòng thương mại của hoa kỳ và trong món quà này thì bất ngờ là nó được xác nhận không phải là mang cái giá trị của truyền thống của cái nền kinh tế và thương mại của hoa kỳ trong đó <laughs> Những món quà này đã in hàng chữ rất rõ ràng là nguồn gốc xuất xứ của nó là xuất phát từ Trung Quốc và đây được xem là một trong những cái và nó không phản ảnh được cái giấc mơ của người dân Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của một trong những viên chức của phòng thương mại. Tuy nhiên, phòng thương mại của Hoa Kỳ đã không có đưa ra lời giải thích nào, mặc dù họ vẫn tự giận họ là một tổ chức thành viên của non profit tức là bất vụ lợi và tìm cách nối kết tất cả các cái mối thương mại của Hoa Kỳ với các đối tác và tập đoàn trên thế giới. Đây được xem là một trong những cái biến cố mà đang cần lời giải thích của chính quyền Joe Biden về việc tặng quà nhưng lại make in China. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ ngày hôm nay ngày hôm nay cũng như là một cái biến cố bất ngờ ở cái phiên họp của hội nghị thượng đỉnh các tổng giám đốc và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Cuộc thăm dò mới nhất tại Nhật Bản và Nam Hàn cho thấy có một bản đồng thuận chung là Trung Quốc sẽ mở cuộc tấn công xâm lăng Đài Loan. Cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra bởi hai tờ báo của Nhật và của Nam Hàn cho thấy 73% người dân của Nhật Bản và người dân của Nam Hàn tin rằng Trung Quốc sớm muộn gì cũng xâm chiếm Đài Loan. Cuộc thăm dò này đã được công bố vào ngày 9 tây tháng 6. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi tờ báo của Nhật Bản là Yomiuri à, Shimbun và tờ báo của Nam Hàn là Hankuk Ilbo à, đã thực hiện cuộc thăm dò này à, dựa trên tất cả các người dân ở cả hai quốc gia và trong đó họ nói rằng là cuộc thăm dò này dựa trên cái ý tưởng bắt nguồn từ vị đắc cử của vị tổng thống được xem là có khuynh hướng bảo thủ là Yoon suk khi ông trở thành tổng thống của Nam Hàn vào ngày vào tháng 5. Cuộc thăm dò này cho thấy là các mối quan hệ của Trung Quốc và của Đài Loan tiếp theo việc Nga xâm lăng Ukraine và họ có một bản đồng thuận chung và cả hai quốc gia thì người dân ở đây đều là đều có cái mức độ gọi là đồng thuận cao, tức là 73% đều tin rằng Trung Quốc sẽ xu quân xâm lăng Đài Loan. Tại Nhật Bản 60% nói rằng việc mà xâm lăng cái quốc gia gọi là có thể xảy ra, tức là xâm lăng Đài Loan có thể xảy ra. 59% người dân Nam Hàn nói rằng họ có thể trở thành mục tiêu của cuộc tấn công của phía Trung Quốc. Trong khi đó thì với một cái một cái cuộc thăm dò chính thức thì cả phía Hoa Kỳ và cả phía của Nam Hàn lẫn phía của Nhật của Nhật Bản cho thấy 67% của người Nhật Bản và 77% của người Nam Hàn tin rằng là phía Trung Quốc sẽ xâm lăng à, Đài Loan, đồng thời họ cũng tin rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ quân sự một cách trực tiếp cho Đài Loan để chống lại sự xâm lăng của phía của à, Trung Quốc. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất diễn ra giữa lúc mà Đài Loan đang tăng cường hệ thống quốc phòng của họ nhằm đối phó lại với sự đe dọa ngày càng gay gắt của lực lượng PLA. À, trước đó vài ngày thì PLA đã bắt đầu có những cái khu trục hạm tiếp cận gần khu biển biển của Đài Loan. Ngược lại phía Đài Loan trong ngày hôm qua đã bắt đầu cho phép hoạt động của các BI tức là những con mắt ong là tức là cái hệ thống tròn nhỏ của Đài Loan để giám sát mặt biển nhằm đề phòng tất cả những cái biến động bất ngờ từ phía bên kia thềm lục địa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì anh cần phải khuyến cáo Đài Loan việc khuyến cáo Bắc Kinh trong việc xâm lăng đài loan là một cái giá rất đắt đây là một trong những cái lời phát biểu mới nhất anh cần phải bảo đảm rằng đài loan sẽ có những cái hệ thống bảo vệ họ một cách một cách hữu hiệu và khuyến cáo phía bắc kinh là sẽ tổn phí rất nhiều nếu như họ mở cuộc đà chiến dịch quân sự tấn công vào đảo quốc đài loan và cái giá trả rất là cao một cựu lãnh đạo của bộ quốc phòng của anh là ông K. graham eric serup đã lên tiếng phát biểu vào ngày thứ năm trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên mạng internet thì vị cựu bộ trưởng quốc phòng này cho biết rằng việc mà trung quốc tấn công đài loan sẽ không giống như là nga xâm lăng ukraine bởi vì nga xâm lăng ukraine mức tổn phí của họ không cao lắm so với nếu như trung quốc tấn công đảo quốc đài loan và ông đưa ra lời khuyến cáo với phía bắc kinh rằng là phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định tấn công đảo quốc đài loan bởi vì cái giá phải trả của trung quốc sẽ cao hơn rất nhiều so với cái giá mà nga đang trả tại ukraine tương tự như vậy thì các quốc gia và ông khẳng định rằng tương tự như là ukraine các quốc gia không những chỉ có Hoa Kỳ sẽ tiếp vận vũ khí cho Đài Loan và đặc biệt là họ sẽ hỗ trợ mạnh hơn so với trường hợp của Ukraine nếu như Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan. Trong đó ông vạch ra cho thấy là Nhật Bản là cái quốc gia sẽ là chuyển tiếp và sẽ là cái quốc gia à, cung cấp rất nhiều cái lượng vũ khí từ quốc tế cho Đài Loan nếu như Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Bên cạnh đó ông nói rằng Anh cũng có khả năng quay trở lại Á châu Thái Bình Dương và sẽ có những cái chiến dịch quân sự cần thiết để bảo vệ cho những giá trị của Tây Phương, mà ông nói là những giá trị về nền dân chủ và tự do, đồng thời khẳng định Đài Loan là một mảnh đất tự do và dân chủ là một cái biểu tượng dân chủ của khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Và điều này có nghĩa là Trung Quốc xúc phạm tới Đài Loan, có nghĩa là xúc phạm tới cả nền dân chủ của Á Châu. Và điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá rất là đắt nếu như mà họ xu quân xâm chiến Ukraine. Đây là lời phát biểu của ông trên một cái trang podcast được phát hình tại Anh. Trong đó, ông nhắc nhở phía Bắc Kinh là nên suy xét cho cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định liều lĩnh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc. Cùng một lượt thì phía Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn phía Hoa Kỳ đã tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho họ. Bản tin mới nhất cho biết từ phủ tổng thống của Đài Loan là phát công viên có tên là Savia Chen nói rằng việc mà mua các cái uh, dụng cụ và phụ tùng dành cho các khu trục hạm và tàu chiến của Đài Loan tỷ giá 120 triệu Mỹ kim đã được chấp thuận bởi Hoa Kỳ là một hành động uh, uh, gọi là uh, được xem là uh, khá khá mạnh để thúc đẩy cho Đài Loan. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ vào ngày thứ tư loan báo rằng họ sẽ chuyển cho Quốc hội về cái thương lượng bán vũ khí mới này cho. Đài Loan. Đây được xem là cái bài vụ bán vũ khí mới nhất của chính quyền Joe Biden cho Đài Loan kể từ khi mà ông Joe Biden lên làm tổng thống vào năm ngoái và bà Chan cho biết việc Hoa Kỳ chấp thuận bán các loại vũ khí cho Đài Loan cho thấy cái à lời cam kết của Washington là tiếp tục thúc đẩy cái vấn đề quốc phòng của Đài Loan để có thể chống trả lại với sự đe dọa ngày càng căng từ phía PLA. Thỏa thuận này đã giúp cho chúng tôi có thấy được thấy được cái sự nỗ lực và cam kết của Hoa Kỳ là sẵn sàng hỗ trợ cho lực lượng quốc phòng của Đài Loan để tự vệ và Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi không khiêu khích ở trong cái eo biển đài loan và chúng tôi chỉ giành quyền tự vệ và điều này đã giúp chúng tôi có thể có được những cái vũ khí tốt hơn từ các quốc gia đồng minh như hoa kỳ trước đó thì cái cơ quan hợp tác của bộ quốc phòng hoa kỳ là dcse đã nộp một cái uh, chứng từ cho phía quốc hội và thông báo về việc mà cung cấp tất cả những cái phụ tùng và những thiết bị cần thiết cho những khu trục hạm và tàu chiến của Đài Loan trị giá 120 triệu Mỹ Kim. Và điều này đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trước đây và bây giờ thì chính thức là phía Bộ Quốc phòng đã đồng ý và các cái dụng cụ thiết bị hải quân này sẽ được chấp thuận bởi cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ chuyển cho phía của Đài Loan sau khi nó được phía quốc hội đồng ý. Và Trung Quốc thì đã lên tiếng khẳng đề giận dữ và mạnh mẽ và kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan mà họ nói rằng đã vi phạm vào cái chính sách One China Policy. Một bản đồng thuận mà Hoa Kỳ đã ký kết với Trung Quốc năm 1982, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ cũng như của Trung Quốc ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay một số trường tiểu học của Đài Lo à của Hồng Kông đã buộc các trẻ em phải tự mình cách ly trên 1.000 trẻ em để chuẩn bị cho những người những trẻ em này đi đón tập cận bình trong ngày 1 tây tháng 7 Bản tin mới nhất cho biết, giữa lúc mà Tập Cận Bình có thể sẽ có mặt tại Hồng Kông trong ngày 1 tây tháng 7, đánh dấu ngày kỷ niệm mà Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc năm 1997, một số trường tiểu học của Hồng Kông mà đã nhận nhiệm vụ là sẽ đưa học sinh của mình đi đón tiếp Tập Cận Bình là bây giờ phải nằm trong tình trạng cách ly ở hotel trước khi mà họ chính thức có mặt ở trong cái buổi đón tiếp Tập Cận Bình ở tại thành phố Hồng Kông. Đây được xem là lần xuất hiện đầu tiên của Tập Cận Bình sau 2 năm ông ta xuất hiện trở lại và đi xuất ngoại. Trước đây lần cuối cùng mà Tập Cận Bình xuất ngoại là ở Miến Điện trước khi đại dịch bùng nổ. Và kể từ khi đại dịch bùng nổ cho tới bây giờ, tập cân bình đã không hề rời khỏi bắc kinh và đây là lần đầu tiên ông ta xuất hiện trở lại và việc xuất hiện trở lại này đã được sắp xếp bởi tất cả những cái viên chức của hồng kông trong đó họ sẽ làm theo truyền thống của cộng sản tức là ép buộc một số trường tế học phải đưa các học sinh ra để mà đón tiếp tập cận bình và dơ ngọn cờ của cộng sản lên. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của ông John Lee, tức là hành chánh trưởng quan mới của Hồng Kông và trong đó thì một số trường tiểu học đã yêu cầu tất cả các trẻ em nào mà được tham gia vào việc đón tiếp tập cận bình trong cái buổi mà tập cận bình có mặt ở tại Hồng Kông thì tất cả phải đi vào trong hotel để mà tự cách ly và tức là họ sẽ bảo đảm chắc chắn 100% là các em này không bị lây nhiễm bởi bất kỳ một cái loại vi khuẩn nào trước khi mà các em xuất hiện trong cái buổi gặp gỡ bởi vì có thể tập cân bình khi mà đi ngang cái sự đón tiếp này có thể tiến gần tới và xoa đầu các em do đó họ đề, họ cần phải có sự bảo đảm an toàn về vấn đề sức khỏe công công cộng trước khi mà tập cân bình đặt chân lên mảnh đất hồng kông vào ngày 1 tây tháng 7. đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần đọc comment và thảo luận trước khi đọc comment và thảo luận vẫn cho phép phong được cảm ơn những người bạn những người em mà người em đã hỗ trợ cho cuốn phim cạn dầu thứ nhất là cảm ơn việc sky tv với lộc trong cái tiệm gọi là mua gì đây ta thứ hai là thiên long sơn của anh ngô tuấn kiệt thứ ba là lurenco của anh thành ở dallas tức là công ty sản xuất ghế massage thứ tư là heritage dental care của nha sĩ sen hằng võ Thứ năm là trung tâm y tế Michael Đào. Thứ sáu là anh David Dương của California West Solution. Thứ bảy là Bonsaro, một cái chung cư sang trọng của anh Bắc chủ nhân khách sạn Ramada và thứ tám là KDSL TV tức là cái đài truyền hình của Hải Lê và của Kiều Diễm. Cảm ơn những người em, những người bạn này và đã hỗ trợ cho việc mà ra mắt cuốn phim Cạn dầu vào thứ ba tuần này ở tại quận Cam. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha và lướt qua những cái lời chào hỏi và những cái comment mà không có liên can tới bản tin và hôm nay thì chúng ta bắt đầu tiếp tục À, chào tất cả mọi người. À, sao không ai đánh thức Putin hết vậy để ông ta mơ mộng hoài? Chưa biết được. Ông ta đang có ngay từ đầu cái cuộc chiến này đưa ra khi mà ông ta Su quân xâm lăng Ukraine thì nhiều nhiều cơ quan truyền thông quốc tế và kể cả bên TNB cũng nghi ngờ là Putin đang có tham vọng này. Thu hồi tất cả những mảnh đất vốn thuộc về cựu Liên bang Nga và nó không phải là giấc ảo mộng đâu quý vị. Bởi vì Putin đã làm được điều này ít nhất trong khoảng thời gian qua. Thứ nhất, quý vị còn nhớ là cuộc chiến ở tại Chechnya. Putin đã thu hồi Chechnya lại. Và sau đó, năm 2008, là Putin đã thu hồi một phần đất ở Georgia. 2014, thì đã xác nhập Crimea của Ukraine vào lãnh thổ của Nga. Thì quý vị, bây giờ cuộc chiến ở đây, thì rõ ràng Putin đang muốn xác nhập cái khu vực Donbass, tức là khu vực của Luhansk và Donetsk, vào lãnh thổ của Nga. Ông ta đã mượn câu chuyện đại đế Peter của Nga, đại đế vị vua của Nga ở thế kỷ thứ 18 khi mà chinh phục các quốc gia lân cận. Và lúc đó nói rằng đại đế Peter đã từng đưa quân qua tới Thụy Điển nhưng rồi cuối cùng ông đã quyết định không xâm lăng Thụy Điển nữa, rút quân về. Thì quý vị, lời nói này không phải là ông ta ảo mộng đâu. Ông ta đang thực hiện đó và ông ta đã thành công một phần nào. Thu hồi một số những lãnh thổ nha. Rồi, à, anh vong nói trúng Putin đã bộc lộ tham vận thu hồi lãnh thổ vụt về uh, ussr yes và ông ta đã thành công trong quá khứ còn bây giờ đối với cái, cái uh, cuộc chiến lớn hơn này tức là cái uh, mảnh đất cái này nó lớn hơn những mảnh đất trước thì chưa biết được là ông ta có làm được hay không nhưng ít nhất là ông ta đã thành công trong quá khứ nha rồi tiếp tục à à lịch sử lặp lại nga đã từng bị nước anh hùng tí Hon thụy điển đánh cho tan tác vào thế kỷ thứ mười tám yeah thì lúc đó là ông đại đế Peter đã xu quân qua thụy điển mà nha rồi tiếp tục à, wow. wow à, trung quốc có thể đưa ra cách lý giải riêng để phủ nhận chủ quyền trên biển đông theo cách mà putin sử dụng à, đưa để đưa quân vào nước khác thỏa mãn tham vọng của mình ok nếu mà putin mà đưa quân xâm lăng vào Ukraine để mà claim lại lãnh thổ đó quý vị Thì chúng ta cũng có thể làm được nếu chúng ta mạnh Tại vì thật sự quý vị Trung Quốc không có quyền ở trên biển đông họ không có thèm lục địa ở đây nhưng mà quý vị họ vẫn claim biển đông là chủ quyền của họ vậy thì chúng ta vẫn có thể claim cái quảng châu và quảng đông là chủ quyền của Việt Nam tại vì chính ra nó là chủ quyền nếu mà Trung Quốc dựa theo cái gọi là cái gì quý vị à, lịch sử của cha ông để lại thì lịch sử của Việt Nam để lại rõ ràng quảng đông quảng tây vốn là những vùng đất thuộc về giống Bách Việt mà. Thì chúng ta có thể claim Quảng Đông, Quảng Tây vào trong lãnh thổ mình nếu như Trung Quốc claim Biển Đông. Thì quý vị, việc mà dùng lịch sử để claim, tức là để cho giành lại chủ quyền đó quý vị. Cái chuyện này có thể làm được, nhưng mà tùy theo cái sức mạnh của mình và tùy theo cái khu vực đó như thế nào. Cũng giống như người Do Thái, họ mất nước 2.000 năm, họ quay lại họ lấy được quốc gia của họ. Thì chúng ta vẫn có thể, ok nếu Trung Quốc nói là Biển Đông là do à, tổ tiên ông bà để lại. Thì chính ra giống Hoa Bắc hay giống người Hán là bên kia bờ sông Dương Tử. Còn từ phía nam sông Dương Tử trở vào, đó là tài sản và đất đai của giống Bách Việt. Từ phía nam sông Dương Tử luôn, tôi không nói Quảng Đông, Quảng Tây. Quảng Đông, Quảng Tây là của Lạc Việt thôi. Nhưng mà từ phía nam sông Dương Tử trở xuống là của giống Bách Việt luôn thì chúng ta có thể đòi lại để coi cái uh, tập cần bình sẽ nói như thế nào có điều là cộng sản việt nam không dám nói điều này họ không dám lên tiếng nói rằng quảng đông quảng tây là của mình cho tới giờ phút này họ chỉ im lặng thôi quý vị nha rồi tiếp tục những tin tức gần đây cho thấy đài loan không hy vọng tổng thống mỹ tham chiến nếu trung quốc tấn công đài loan thì niềm hy vọng nên hy vọng nhật bản nó no, nhật bản đã khẳng định còn Joe Biden tôi không biết ông ta không muốn có cuộc xung đột về quân sự với Trung Quốc giống như bài phân tích ngày hôm qua của tôi ông ta chỉ muốn duy trì hiện trạng thôi tức là ông ta không tiến thêm một bước ngày hôm nay cái chuyện tức cười nhất là cái phòng thương mại đi tặng quà cho những CEO phòng thương mại mang tên là US Chamber of Commerce tức là phòng thương mại Hoa Kỳ mà không tặng quà những món quà make in US mà đi tặng món quà make in China Quý vị thấy có tức cười không? Thì quý vị, cái phòng thương mại này á, nếu mà nói lịch sự đó, nó tổ nó là một cái tổ chức non-profit nối kết các cái nền thương mại ở quốc tế. Nhưng mà nói một cách đúng mức đối với tôi đó, phòng thương mại là những kẻ phản quốc. Nó chuyên môn đi vận động những cái chuyện bất lợi cho Hoa Kỳ. Và cái phòng thương đặc biệt là cái phòng thương mại à, Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc nữa. Quý vị biết là nó 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 nó, nó là tổ chức non-profit nhưng mà nó nhận tiền vận động tối đa để tháo gỡ những cái chính sách gắt gao của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc, nha. Yeah. Rồi tiếp tục ờ, tổng thống Ukraine thật khôi hài tại sao không ký đạo luật không cho Nga được xâm lăng Ukraine thêm nữa? Nó no. cái này là về quy tắc officially thôi, không có gì khôi hài cả. Tức là các quốc gia đã ban lệnh cấm vận thì trên nguyên tắc Ukraine cũng có quyền ban lệnh cấm vận chứ, cũng giống như Nga cũng ban lệnh cấm vận với một số viên chức tây phương thì Ukraine vẫn làm được và bên Ukraine họ làm như vậy cũng đúng không có gì sai cả. Tại vì ông phải đưa ra cái này trước để khi cuộc chiến chấm dứt rồi thì ông có quyền thu hồi những tài sản đó để mà xây dựng lại Ukraine. Những tài sản đó là của nga. Ví dụ như tài sản tiền của nga ở trong ngân hàng của Ukraine hay là những tài sản mà các tài việt của nga đã mua lại một số những cái tài sản ở Ukraine sẽ bị đóng băng và nó sẽ được uh, trưng thu cái số tiền này để xây dựng lại ukraine sau khi bị tàn phá bởi bom đạn của nga ông ta làm cái điều này tôi thấy rất là hợp lý mà đáng lý là ông ta phải ra từ sớm kìa bây giờ đợi trên 100 ngày mới ra thì hơi trễ rồi đáng lý là ông ta phải ra từ sớm từ lúc mà cuộc chiến bắt đầu nha yeah. rồi tiếp tục à, tổng thống ukraine cấm đồng putin là quyết định quyết chiến tới cùng không đàm phán gì nữa ukraine nằm trong kèo dưới mà ông cứng rắn quá yeah. Tôi nói là ông đi cái đường này rất là đúng Ông Zelensky ông đi cái đường này rất là đúng Mặc dù là về cuộc chiến chúng ta thấy là phía Ukraine à, nằm ở tình thế ở tình thế gọi là thụ động tức là phòng thủ nhiều hơn còn nga thì à, dành cái chủ động tức là tấn công nhiều hơn nhưng mà trên nguyên tắc ổng đi cái hướng này là hướng đúng chứ không có sai có điều là nó hơi bị trễ thôi nha rồi tiếp tục à, Phần Lan thông minh hơn Mỹ làm hàng rào biên giới Vậy mới đúng giống như nhà của mình Thì tôi nói với quý vị Chúng ta đã xây cái hàng rào biên giới Bây giờ Joe Biden cũng không cản được Mặc dù trước đó Joe Biden delay Cố tình ký xác lực lật đổ Nhưng mà Joe Biden quên một điều Cái đó được quốc hội thông qua Cho nên bây giờ Joe Biden chơi trò sỏ lá Là ông ta vẫn để cho xây Với cái tên là Nối lại những cái khoảng cách trống Tức là nó được xây rồi Nó còn những cái khoảng trống thôi Tuy nhiên thì cái cục an ninh nội địa Nó lại cố tình trì hoãn cái này Tức là nó mua thời gian để kéo dài ra Thay vì bây giờ xây nó không xây Nó nói đợi thời, thời, thời gian tới tôi xây Bây giờ chưa có giờ Thì lúc đây quý vị Texas đã tự đợi bỏ mình bỏ tiền để xây Thì quý vị Cái việc xây hàng rào biên giới là đương nhiên Đó không có cái là cái gì đó. Biên giới giữa các quốc gia Đều phải có những cái cột mốc và hàng rào Rõ ràng Thì có gì sai khi mà xây cái hàng rào biên giới mình bảo vệ cho lãnh thổ của mình mà đúng không rồi tiếp tục à được tặng quà make in china chứng tỏ biden muốn từ từ xích gần với china vì họ bắt đầu tháo gỡ một số mặt hàng giảm thuế no cái này không phải ý của biden mà là ý của phòng thương mại tự phòng thương mại quyết định và quý vị tôi đã nói cái phòng thương mại này á quý vị năm cái năm mà tổng thống trump giờ sách động cuộc chiến mậu dịch đó chính phòng thương mại này bỏ ra 60 triệu Mỹ Kim để vận động đòi đàn hạch ông Trump để lật đổ cái quyết định mà mở cuộc chiến mậu dịch với lại Trung Quốc. Họ nói họ là non profit và non partition tức là không đảng phái và không có vụ lợi. Nhưng cuối cùng cái hành động của họ, quý vị, chỉ đứng về phía những tên đầu tư nước ngoài. Họ không hề có một cái một cái tinh thần dân tộc và ngay ngay cả cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ngay tại Los Angeles đi tặng quà cho người ta mà tặng quà Make in China mà mang tên là phòng thương mại Hoa Kỳ. Cứ vị thấy có 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 vô lý không? Phòng thương mại Hoa Kỳ là biểu tượng của cái nền thương mại của Hoa Kỳ thì phải mang những cái sản phẩm mang tính chất biểu tượng thương mại của Hoa Kỳ chứ. Bây giờ đi tặng cái hình gọi là Make in China. Quý vị, đây là chúng ta thấy là thấy tức cười rồi, đúng không? Rồi, à, wow, ok, à, theo phong có thể kế hoạch tấn công Đài Loan của Trung Cộng bị lộ ra ngoài nên cụ uh, chờ quốc phòng Anh lên tiếng. No, cái tin tức này đã được phân tích rất nhiều từ cơ quan tình báo Hoa Kỳ, cơ quan tình báo của Nhật, của Đại Hàn, kể cả của Đài Loan. Họ đưa ra những phân tích và kể cả cái phòng chiến lược quốc phòng tại Ấn Độ và ở tại Singapore họ đều đưa ra những cái phân tích về chiến lược quân sự họ đều đưa ra cái thực sự dự đoán là trung quốc sẽ tấn công đài loan và xâm chiếm đài loan thì đây là cái cái điều chung của các cái cơ quan tình báo và kể cả những cái phòng nghiên cứu chiến lược về quân sự thì họ đưa ra như vậy thì ông cựu bộ trưởng quốc phòng của anh đã lên tiếng khuyến cáo hay là dân nam Hàn hay dân nhật bản họ cũng dựa trên những thông tin phân tích của nhiều nơi để họ đưa ra cái quan điểm. Quý vị thấy 73% dân Nam Hàn và dân Nhật Bản tin rằng là Trung Quốc tấn công Đài Loan. 6, 60% người dân Nhật tin rằng Hoa Kỳ sẽ tham chiến trực tiếp. 59% dân Nam Hàn tin rằng Hoa Kỳ tham chiến trực tiếp. Thì quý vị, đây là cái bản phân tích dựa trên tất cả những cái thông tin về quân sự. Chứ không phải là một cái gì đó tiết lộ từ phía PLA ra mà họ phân tích từ những cái việc mà Trung Quốc đang xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Thứ hai, Trung Quốc đã sửa lại tất cả những cái đường phi đảo ở cái bờ biển đối diện với lại phía Đài Loan cho mục tiêu quân sự. Thứ ba là tập trận liên tục và bắt đầu có những cái hoạt động quân sự ở phía bắc của Đài Loan, tức là khu vực ở Thượng Hải và và Thanh Đảo. Và cuối cùng là Trung Quốc đã bắt đầu cho thử nghiệm tất cả những cái hỏa tiễn của họ ở ngay trong lòng nội địa của họ thì họ dựa trên những cái này và họ dựa trên những cái uh, lời tuyên bố của các viên chức của trung quốc và kể cả giới chức quốc phòng của trung quốc để họ đưa ra cái bài phân tích chứ không phải là họ chỉ uh, chỉ khơi khơi mà nói ra thì cái việc này không phải là tiết lộ gì cả họ dựa trên những cái hoạt động trong nội địa của trung quốc và lực lượng PLA cũng như các lời phát biểu của giới quân sự của trung quốc để họ đưa ra lời phân tích này chứ không phải là cái kiểu mà giống như là nói xàm xàm ba láp cho vui nha ok rồi tiếp tục Ok Nếu tập bị phế và Lý Khắc Cường nắm quyền Thì Trung Cộng có xâm chiếm Đài Loan không chủ Tôi chưa biết được Nếu Lý Khắc Cường lên Tại vì Lý Khắc Cường là kẻ chủ trương đi về thương mại Không có chủ trương nắm quyền lực Thống nhất quyền lực Lý Khắc Cường đang là biểu tượng Của cái phái đối lập Mà muốn tư nhân hóa nhiều hơn Tức là bây giờ cái đám mà đại công ty ở Trung Quốc Từ những công ty kỹ thuật Cho tới những công ty về tài chánh Và địa ốc thì nó muốn rằng là vẫn tiếp tục duy trì cái tinh thần tư nhân hóa thì nó chống lại cái tinh thần gọi là chủ trương của tập cận bình là kinh tế tập trung do đó bây giờ nó quay sang nó ủng hộ lý khắc cường mà lý khắc cường lại là kẻ thân âu châu nữa mà lý khắc cường lại không có bắt rau trong quân đội giống như là tập cận bình cho nên tôi không biết được là nếu lý khắc cường thay thế tập cận bình thì nó có giảm đi cái sự căng thẳng hay không tôi chưa biết được nha yeah. rồi tiếp tục à, Trung Quốc càng lưỡng lự đánh Đài Loan thì càng có thì Đài Loan ngày càng có tư thế trên thế giới vậy Trung Quốc sẽ sợ không đánh được Đài Loan luôn thì Đài Loan đỡ phải chiến đấu phòng thủ trước Trung Quốc chưa biết được nhưng mà vào gần tới bầu cử thì người ta tiên đoán là gần tới bầu cử ở Trung Quốc thì người ta sợ rằng là tập cân bình là mẫu bởi vì ông ta không còn chọn lựa nếu không mở cuộc chiến ở Đài Loan chưa chắc ông ta đánh bại được Lý Khắc Cường để tiếp tục ngồi nhiệm kỳ thứ ba. Tự nhiên trong mấy tuần lễ này thì chúng ta thấy rõ ràng là ông ta cái báo chí của Trung Quốc đã lăn xe Lý Khắc Cường nhiều hơn và cái điều rõ ràng nhất lần này tự nhiên Tập Cận Bình lại có mặt tại Hồng Kông. Mỗi năm kỷ niệm cái việc mà Hồng Kông trao trả cho Trung Quốc, Tập Cận Bình chưa chắc đi. Có những năm Tập Cận Bình có mặt, có những năm Tập Cận Bình gần như không có mặt. Chỉ phái những nhân vật ở trong nội các của ông ta thôi. Nhưng mà lần này đích thân Tập Cận Bình đi. Mà quý vị biết Hồng Kông được xem là cái thành trì vững chắc của phe đối lập. Tức là phe mà à, Giang Trạch Dân trước đây. Có thể nói là những cái tay mà làm ăn với Hồng Kông từ Trung Quốc. Là xưa nay là nối kết với lại Giang Trạch Dân nhiều. Đặc biệt là khu vực ở Thẩm Quyến, Quảng Châu. Thì quý vị chưa biết được. Mà lần này Tập Cận Bình quyết định có mặt tại Hồng Kông có nghĩa là ông ta đang cố gắng đi xây dựng lại hình ảnh của mình và tìm cách thuyết phục à cái những cái, cái uh, khu vực ở phía Nam Trung Quốc tiếp tục ủng hộ cho ông ta trong nhiệm kỳ thứ ba. Do đó, lần này ông ta quyết định là tới Hồng Kông và quyết định sớm nữa quý vị. Hôm nay mới có 10 tháng 6, tuần tường đó là nó quyết định một tuần lễ trước đó thôi. Bây giờ nó quyết định sớm luôn. Và bây giờ bắt tất cả những uh, trẻ em tiểu học ở hồng kông mà được chọn đi đón tập cận bình á là bây giờ phải đi vào cách ly hết bất kể có bệnh hay không có bệnh bất kể có lây nhiễm hay không vẫn đi vào cách ly để cho an toàn thì quý vị đây rõ ràng là tập cận bình đang đi gầy dựng lại thế lực của mình nha rồi tiếp tục à cái à, wow à nếu trung cộng tiếp tục xâm nhập vùng biển nhật bản à, liệu à, công an biển nhật có thắng có thắng tài nội số không anh thứ nhất là tôi không biết tại vì nhật không không có công an biển lực, lực nhật bản không có công an biển sorry nha yeah. ok nhật chỉ có thứ nhất là lực lượng hải quân tự vệ thứ hai là lực lượng tuần duyên của nhật bản nhật bản không hề có công an biển trên câu hỏi của bạn chịu không trả lời được nha yeah. Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan ít nhất trong 2 năm nữa. Những lần tập trận để đo lường thái độ và nghi binh thôi, Trung Quốc vẫn đang củng cố quân sự đến khi chín mùi thì mới ra tay. Về quy tắc, tôi không nghĩ Trung Quốc dám tấn công. Bởi vì họ nhìn thấy cuộc chiến của Nga. Không nói là 2 năm, mà trong vòng 10 năm nữa họ cũng không dám, họ cũng không dám tấn công. Nếu xét về quy tắc, họ nhìn thấy cuộc chiến của Nga và họ thấy rằng đây là thời gian mà kinh tế khủng hoảng, họ không thích hợp tấn công. Đó là về quy tắc thôi. Nhưng mà về cục diện thì nó khác. Thứ nhất là cuộc bầu bán ở tại Trung Quốc. Tập Cận Bình có thể mất đi cái ghế. Cái ghế của mình. Ông ta muốn giữ lại ghế. Thì ông ta phải làm một chút gì đó. Để để mà lấy quy thế trở lại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai. Khi nền kinh tế của Trung Quốc bước vào cân khủng hoảng. Bắc Kinh lo sợ nhất là cái việc khủng hoảng kinh tế dẫn tới bất ổn xã hội. Và quyền lực của đảng Cộng sản sẽ bị lật đổ. Do đó, họ cần phải thu gọi gọi là thống nhất nhân tâm gọi là à, gọi là chinh phục nhân tâm cái cách mà thống nhất nhân tâm là mở cuộc chiến tấn công đài loan để kích động chủ nghĩa yêu nước tức là yêu nước là yêu đảng cộng sản đó để cho người dân đứng sau lưng đảng cộng sản do đó về thực diện và cục diện thì trung quốc có thể tấn công bất cứ giờ phút nào nhưng nếu mà đánh giá về quy tắc rộng ra đó với cái xu thế bây giờ và cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine á thì 10 năm nữa Trung Quốc cũng không tấn công Đài Loan. Tại vì họ đang có một số vấn đề. Nhưng có điều là họ ở thế không còn chọn lựa. Họ ở thế không còn chọn lựa là bởi vì nếu không có cuộc chiến với bên ngoài thì có nghĩa là họ sẽ bị bế tắc ở bên trong, từ việc phát triển kinh tế cho việc mà bị cô lập dần dần cái kinh tế của họ bởi Hoa Kỳ và Tây phương. Do đó cuộc chiến Đài Loan có thể xảy ra sớm và có thể xảy ra muộn nha rồi tiếp tục à theo anh Phong Trung Quốc có khả năng đánh chiếm Đài Loan trước năm 22 vì nội bộ Trung Quốc có vấn đề thế anh sao thì tôi vẫn chưa biết được tôi đã nói quý vị từ đây tới cuối năm là cuộc bầu bán tại Trung Quốc có thể Tập Cận Bình sẽ mở cuộc chiến toàn diện tấn công đảo quốc Đài Loan và cũng có thể Tập Cận Bình chỉ đánh vài một cái đảo nào đó không có người ở mà do Đài Loan quản trị để lấy điểm cho nên tôi vẫn chưa biết được là ông ta có tấn công Đài Loan hay không. Nhưng ông ta đang ngồi trên, gê, trên lò lửa. Tức là bây giờ gần tới cái ngày bầu bán mà ông ta vẫn chưa chứng minh cụ thể được cái khả năng của ông ta về cái sức mạnh quân sự và cái chủ quyền biển đảo, chủ quyền dân tộc của ông ta. Ông ta chưa chứng minh được mà phe đối lập đang dùng lý do này để công kích ông ta cho rằng ông ta yếu kém về vấn đề gọi là à, thu hồi các cái mảnh đất thuộc về trung quốc họ cho họ dùng lý do này để họ đã kích ông ta nha rồi tiếp tục à quảng đông quảng tây thuộc lãnh thổ của đại việt nếu mà trung quốc nói đường lưỡi bò là ông bà tổ tiên để lại thì chúng ta có thể nói điều này bởi vì từ cái phía nam sông dương tử trở xuống nó là tài sản của giống bách việt Điên Quảng Đông và Quảng Tây là tài sản của giống lạc Việt. Nhóm người Hán không có cửa ở đây. Nhưng mà họ do cái quá khứ thời và uh, quân chủ thì ai mạnh, ai mạnh đấy thắng. Thì họ đã chiếm được cái uh, cái mảnh đất này và đẩy chúng ta về hướng Nam. Nha, đó là cái lịch sử nếu mà họ nói lịch sử thì nó sẽ là như vậy. Ok. Rồi cảm ơn Stephanie Nguyễn đóng góp 10 Mỹ Kim mời chú Phong ly cà phê buổi sáng. Cảm ơn Stephanie rất là nhiều. Rồi tiếp tục. Ok. Putin làm cho nước Nga suy tàn, sau này người Nga phải vượt biên qua Ukraine tìm việc làm, chưa biết được. Putin là người đã chấn chỉnh được kỷ cương của nước Nga và đẩy nước Nga phát triển kinh tế mạnh sau 15 năm. Nhưng bây giờ ông ta làm cho nền kinh tế Nga có tàn hay không thì tôi chưa biết. Chắc chắn nếu cuộc chiến này kéo dài thì lệnh cấm vận sẽ có tác động tác động rất lớn. Nhưng trước mắt quý vị có biết rằng bây giờ nước nga không đủ dầu cung cấp cho ấn độ không sau khi đám âu châu tuyên bố là sẽ cắt bỏ việc lệ thuộc dầu khí từ phía nga từ đây tới cuối năm thì bản tin ngày hôm nay nga không đủ dầu cung cấp cho ấn độ luôn bây giờ nếu âu châu cắt cái là họ chuyển qua cho ấn độ đó và nhờ cái cuộc chiến này putin đã làm tăng cường cái ngân sách của nước nga bởi vì trước khi putin mở đầu cuộc chiến thì giá dầu thô có 80 thôi 80 tới 90 Bây giờ giá dầu thô là gần 120 rồi Và trước Và khi Joe Biden lên Giá dầu thô chỉ có 40 mấy đồng thôi Bây giờ tăng gấp 3 lần Có nghĩa là ngân sách thu tiền dầu khí của Nga cũng tăng gấp 3 lần Thì tôi vẫn chưa thấy rằng là Nước Nga suy tàn ở chỗ nào Tôi không binh cho Putin Nhưng phải nhìn vào thực tế sự trỗi dậy của Nga và sự à, gọi là tiền thu nhiều nước của Nga bây giờ là do Joe Biden mà ra. Quý vị biết là một ngày như vậy Nga thu 800 triệu tiền dầu thôi. Từ Âu châu thôi. Từ Âu châu only. Chưa kể những nơi khác. 800 triệu mỗi một ngày. Cái ngân sách của Putin bây giờ dồi dào lắm các vị. Là do cái chính sách gọi là toàn cầu hóa của cái chính sách gọi là gì? À, khí hậu toàn cầu của châu Biden đó. Mà nó, nó, nó khiến cho dầu của Nga bây giờ có giá đó. Nha. Rồi tiếp tục à, Đám cánh tả có là, có hại được gia đình Tổng thống Trump không Về vụ tháng một ngày 1 tháng 6 Lo cho gia đình Thì bây giờ họ đang cố gắng Họ làm cái chuyện này Tức là bây giờ họ đang thúc đẩy Tất cả các cơ quan truyền thông đưa tin Về biến cố ngày 6 tây tháng Giêng Mà trong đó ai cũng biết rõ, người dân Hoa Kỳ biết rõ, họ cố tình dùng vụ này để đưa ra một cái phán quyết là ngăn cản không cho tổng thống Trump được ra tranh cử trở lại năm 2024. Cho nên bây giờ họ cố gắng làm nhưng mà đáng tiếc đám cánh tả chịu không nổi. Là bây giờ quý vị, quý vị mở lên trên tất cả các cái Yahoo hay là Google hay gì á, nhiều cơ quan truyền thông cũng không đưa tin nhiều. Nó có đưa tin nhưng ít lắm và nó không trở thành thời sự hàng đầu trong khi đó những tờ báo mà cố gắng thúc đẩy để trở thành hàng đầu như là thằng New York Times, Washington Post đăng trang bìa để tạo headline đó thì bị chửi tờ New York Times ngày hôm nay bị chửi nói tại sao cái vấn đề mà à, à, và thảm sẽ cái vấn đề của ông Cavano ngày hôm qua là đã bị đe dọa bởi một tay cầm vũ trang và bị bắt giữ khi mà tiến tới nhà gần nhà ông Kavanaugh không lên trang bìa đó là thời sự hàng đầu và an toàn quan trọng của các chánh án thì không được lên trang bìa mà lại đưa cái biến cố xấu tây tháng giêng lên trang bìa nó bị chửi đó là bởi vì quý vị những tờ báo này là những tờ báo bias thiên vị do nên bây giờ nó nó bị phai bắt đó trong khi đó người dân hoa kỳ không quan tâm biến cố ngày 6 tây tháng giêng họ quan tâm nhất bây giờ là giá xăng Bây giờ giá xăng gần 5 Mỹ Kim trên toàn quốc rồi. California bây giờ 6 đồng rưỡi cho tới 7 đồng rồi. Và lãm phát thiếu hụt tất cả các nguồn các cái nguồn cung cấp. Đây là những vấn đề mà giới người dân Hoa Kỳ quan tâm. Do nên cái đám truyền thông cánh tả và đài ABC được giao cái nhiệm vụ là phát hình trực tiếp cũng chả ai muốn coi. Do đó tôi cũng không muốn lan tin này luôn. Tại vì đối với tôi nó không quan trọng, nó chỉ là cái mục tiêu chính trị của đảng Dân Chủ thôi, chả làm được gì nhau cả. Tại vì theo hiến pháp, nó làm gì làm nó không qua được cái hiến pháp. Cái hiến pháp và nó không đủ bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng là ông Trump có cái, cái kích động gì đó. Và chính bà Lee Cheney ngày hôm nay nói láo trước đó, bà ta nói rằng ông Trump không lên án cái biến cố ngày 6 tháng 2 là tầm bậy. Ngay sau khi mà xảy ra chuyện đó, ông Trump đã bỏ một cái video lên trên poster, lên trên Twitter và Facebook là kêu gọi tất cả mọi người bình tĩnh và đi về nhà. Quý vị, ủa lên án không lên án là cái chuyện của tổng thống mắc mớ gì đem cái đó là thành cái tội vậy? Quý vị thấy rõ ràng nó là cái trò tầm bậy tầm bạ. Do nên chúng tôi không quan tâm tới cái chuyện đó. Là bởi vì ai cũng biết mục đích của cái đám dân chủ là cái gì. Tại vì sao? Họ làm tất cả mọi việc Chỉ để một mình trận một mình Donald Trump thôi Có nghĩa là họ sợ Donald Trump tới mức đó luôn quý vị Họ sợ Donald Trump tới mức đó luôn Bây giờ dùng đủ mọi cách Dùng đủ mọi kiểu Để ngăn chặn Donald Trump Thì quý vị thấy rõ ràng là gì Nó sợ Donald Trump Gần chết luôn Thì điều này là cho thấy là sự sợ hãi của nó Mà người dân Mỹ đâu phải ngu Họ nhìn ra hết họ đâu phải thứ dốt đâu muốn tuyên truyền cái gì tuyên truyền nha rồi tiếp tục ok à ok à từ đây đến ngày bầu cử ba bầu bán bên trung quốc tập hình không đánh đài loan thì coi như à, thắng không dám đánh rồi dạ yeah. nếu như mà ông ta không tấn công hay có một cái hành động cụ thể ít nhất thì tôi nghĩ rằng ông ta sẽ khó ngồi lại ghế khó ngồi lại ghế và thứ hai là việc này mà ông ta không đánh lần này ông ta không đánh thì ông ta không còn cơ hội nữa và chưa chắc bắc kinh sẽ có cơ hội nữa tại càng lúc những quốc gia ở á châu bắt đầu liên kết mạng lưới quân sự và mạng lưới quân sự đó họ sẽ không loại trừ đài loan ra được họ sẽ kéo đài loan vào để mà làm một cái thế lực đối trọng về quân sự với trung quốc thì lúc đó quý vị bắc kinh sẽ không còn cơ hội tấn công đài loan nữa khó lắm muốn tấn công đài loan khó lắm do đó đây là cơ hội duy nhất của tập cận bình và ngày hôm qua hôm kia thì trên tờ Epoch Times Anh ngữ có phân tích cho thấy là bên bộ chính trị có thể dùng một cái điều khoản tạm thời để cản trở tập cận bình ngồi nhiệm kỳ thứ ba. Trong cái quy tắc cái khung quy tắc của Đảng Cộng sản. Tức là trong cái khung quy tắc đó nó có quy định là một lãnh đạo không thể nắm quyền lãnh đạo quá 15 năm. Mặc dù tập cận bình đã tu chính cái bản hiến pháp của Trung Quốc là ông ta có thể cầm quyền vĩnh viễn luôn nhưng mà cái quy tắc của đảng cộng sản thì không cho phép một lãnh đạo cầm quyền quá 15 năm họ có thể dùng cái điều khoản này để cản trở tập cận bình có thể ngồi thêm nhiệm kỳ nữa thì rõ ràng quý vị nội bộ trung quốc đang có sự đánh nhau gay gắt thì cái việc đánh nhau này nó sẽ dẫn tới cái kết quả là tấn công đài loan hay không tấn công đài loan tại vì tấn công đài loan thì tập cận bình thứ nhất là ông ta có một cái danh chánh ngông thuận sử dụng cái uh, ghế của ông ta là, là, là tổng tư lệnh quân đội và thứ hai khi mà tấn công đài loan thì ông ta sẽ thúc đẩy cái nguồn dư luận của dân trung quốc đứng sau lưng của ông ta với tinh thần chủ nghĩa dân tộc thì coi như ông ta có thể đè bẹp được cái đám đối kháng ở trong đảng để tiếp tục ngồi cái nhiệm kỳ thứ ba còn nếu không làm điều này thì ông ta sẽ bị bắp bên trong cái quyền lực. Do đó, tấn công đảo quốc Đài Loan về mặt diện của Trung Quốc thì không có lợi. Nhưng mà về mặt cá nhân thì có lợi cho Tập Cân Bình. Bởi vì thứ nhất, ông ta có thể dùng cái quyền hành và thu tóm tất cả quyền hành quân đội vô trong tay. Trong tính cách là tổng tư lệnh quân đội. Bây giờ, cái quyền hành đó bị chi phối ra năm cái, trung, năm cái trung tâm chỉ huy rồi. Thì chỉ có cuộc chiến mới thu tóm tất cả các quyền lực đó lại trong tay của ông ta và thứ hai là ông ta có thể tụ được một cái đám đông lớn đứng sau lưng của ông ta từ dân chúng theo cái tinh thần chủ nghĩa dân tộc lấy lại đảo quốc đài loan do đó chúng ta cũng không biết được cái diễn biến của trung quốc nó nó sẽ đi tới cái mức độ nào nha rồi tiếp tục ok à ok rồi ai à, họ nói điều này ngày điều trần ngân qua nói rõ donald trump muốn lật đổ bầu cử năm hai thì cái chuyện đó họ nói là chuyện họ nói chuyện họ nói là chuyện họ nói ông trump chỉ kêu gọi cái sự công bằng cho nên tôi nói quý vị cái đó chỉ là cái trò chụp mũ thôi chả làm được cái gì cả nha. rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký vào buổi chiều xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi cảm ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye